Ai à đây cái gì nhiều đó. Sáng là sáng tối tao hơi không sạch đi sáng làm. Ủa trời, nó về là máy xài mà chú xài gì, chú xài của máy xài kia kìa. Thôi bọn dư rồi chấm rồi đây nè.
Hỏi về cho nên nó bán này cái mấy cái Việt theo với là chỗ cửa hàng điện thoại. Đó, phải lên chỗ Việt theo hỏi. Để ăn đi. Để một ngày mà, mới đứt chiều không chút thêm sau chứ. Để cho ra hết nở đáp giả tính đường tính con sâu quá.
Alo, em nhé, dạ, em nhé, em về rồi, chưa, em tên anh bao giờ đi? Nơi đi à? Vậy là đi với cái tàu đấy đúng không? Anh đi này chân đỡ chưa? Con này đi ngon này đúng không? Đi mà mình không không ngon đi nó mệt đó. Đi đi. Dạ. Có tính năm nữa. Có tính năm nay này. Tính đi. Anh nhé. Thank you.